Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ phát động phong trào thi đua Thanh xuân dâng Đảng và chiếu phim Đào phở và Piano. Chương trình do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Do đó, phong trào Thanh xuân dâng Đảng được phát động nhằm tăng cường bổ sung sức trẻ cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2024-2025 và đến năm 2030. Nội dung phong trào thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng đảng viên, tạo môi trường rèn luyện thi đua, động lực phấn đấu, khích lệ động viên đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên, bảo đảm sự kế thừa phát triển liên tục của Đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bồi dưỡng giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng cho đảng viên trẻ, đoàn viên học sinh, sinh viên. Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự khi được đại diện cho đảng viên trẻ của toàn tỉnh Quảng Ninh phát biểu hưởng ứng phong trào Thanh xuân dâng Đảng. Em cảm thấy rất là vinh dự và thực sự là một niềm tự hào đối với bản thân em. Và cũng chính điều này thì cũng thôi thúc em rằng là mình sẽ phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kiến thức để chính bản thân mình có thể phát triển nhiều hơn nữa. Và bên cạnh đó thì bản thân em cũng có thể là lan tỏa được phong trào này đến toàn thể các bạn thế hệ trẻ của tỉnh Quảng Ninh để các bạn cũng có thể là tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên trong tương lai. Tôi cảm thấy thật vinh dự cho bản thân mình. Tôi hy vọng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa và bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu để có cơ hội và xây dựng quê hương mình cũng như là xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mình sẽ phát triển hơn nữa. Trong thời gian tới để triển khai phong trào này thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cần phải tiếp tục xây dựng những kế hoạch, những cái chương trình thật là cụ thể. Trong đó tập trung vào hai việc. Việc thứ nhất, chúng tôi cần phải quan tâm đến cái việc tổ chức các phong trào, các cái hoạt động để cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có cơ hội được rèn luyện, được thể hiện mình và đặc biệt là cái công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cái lý tưởng cách mạng để các bạn có thể xác định cái tư tưởng và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Và đối với các bạn đảng viên trẻ thì sau khi được kết nạp Đảng thì cần phải tiếp tục rèn luyện mình hơn nữa, cần phải cống hiến hơn nhiều hơn nữa trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào Thanh xuân dâng Đảng không dừng lại ở việc đạt được các mục tiêu về phát triển đảng viên mà còn hướng tới việc xây dựng bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Các cấp ủy, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Sau lễ phát động phong trào Thanh xuân dâng Đảng, các đại biểu và khách mời đã được giao lưu với thành viên đoàn làm phim Đào phở và Piano. Đây là bộ phim lịch sử về đề tài chiến tranh của đạo diễn Phi Tiến Sơn, lấy bối cảnh trận chiến đấu Hà Nội Đông Xuân năm 1946-1947 và những ngày cuối cùng trước khi quân ta rút lên chiến khu Việt Bắc. Tôi trẻ về thông qua cái bộ phim này sẽ nắm bắt được những cái gì cha ông đã làm để hôm nay tiếp tục nói theo, tiếp bước cha ông. Tôi rất là yêu và tự hào về lịch sử Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, để tìm được một bộ phim về đề tài này thì không dễ dàng gì. Hiện nay, chúng tôi được công tác và học tập trong môi trường đầy đủ. Như ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngã xuống. Vì thế nên là tôi cảm thấy rất là trân trọng những gì mình đang có và có ý thức giữ gìn truyền thống cách mạng nhiều hơn nữa. Cái bối cảnh thật sự là rõ nét về đất nước ta vào trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp để cho chúng em có thể cảm nhận được những cái sự mất mát, những cái sự hy sinh anh dũng của ông cha ta và qua đó là tạo thêm cho chúng em những cái động lực để có thể cố gắng học tập tốt hơn, xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển. Qua bộ phim này thì đã giúp cho em có nâng cao được lòng yêu nước của mình và có một sự quyết tâm hơn để xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh ta giàu đẹp hơn. Và em xin cảm ơn các bác lãnh đạo ở tỉnh Quảng Ninh đã cho chúng em có một cơ hội để là những người đầu tiên được xem bộ phim này và tiếp cận được với lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Đào phở và Piano là phim do nhà nước đặt hàng về chủ đề lịch sử.
Thành công ở chỗ thu hút được khán giả từ đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt là các khán giả trẻ, khởi dậy tinh thần yêu nước về một thời kỳ hoa lửa vàng son của cha ông ta đã sống, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương Tổ quốc.